Hi, xin chào các bạn. Thì hồi bữa giờ mình không có ra video cho các bạn xem được. Thì hôm nay mình rảnh thì mình sẽ quay video cho các bạn xem. Thì cái con vịt vàng này nè các bạn, mình được tặng á các bạn. Đấy. Đấy các bạn. Và có một tin vui nữa đó là một bầy vịt sim của mình nó ấp á các bạn, nay đã nở được 12 con luôn rồi. Để lát mình sẽ dẫn các bạn đi xem nha. Và mấy con bồ câu của mình đó các bạn, nó cũng đã lớn rồi. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xem nha. Đi thôi. Đây là bầy bồ câu nha các bạn, hai con bồ câu với lại hai con bồ câu con này các bạn. Đấy, nó đã lớn rồi. Đấy, hai con bồ câu con này nó lớn rồi, khoảng 20 ngày nữa hoặc là 1-2 tuần gì đó các bạn, thì mình sẽ tách hai con bồ câu riêng, hai con bồ câu con này ra riêng luôn nha các bạn, để cho bố mẹ nó còn đẻ nữa. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn đi xem bầy vịt và một cặp chim bồ câu, nó cũng đang đẻ và mới ấp khoảng 1 tuần rồi nha. Đi thôi. Đây là bầy vịt sim 12 con nha các bạn. Đấy, nó mới nở hồi hôm qua các bạn, 12 con luôn. Tại vì nó chen lên nhau, bây giờ mình đang che bao nên mình phải bật đèn lát lên. Tại vì ở chỗ mình đó các bạn, cái nó cứ mưa hoài nên mình phải che bao để mấy con vịt sim con này á nó không có lạnh. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem bầy cặp bồ câu kia nha. Đi thôi. Bạn đây. Đây là đầu bồ câu, con kia là con trống các bạn. Đấy. Còn đây là con má nó đang ấp để mình cho mình đuổi này ra cho mình thấy trứng nè. Không biết các bạn có thấy không đó. Đấy các bạn thấy trứng không? Thật ra nó đang ấp á các bạn. Đấy. Tại nó che trứng lại rồi. Đây các bạn thấy trứng không? Và video mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu bạn nào thấy hay, một like và đăng ký cho kênh mình sớm nhận được nước bạc nha. Bye.